Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Em là Nguyễn Tất Nhiên, thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới, cũng thường xuyên đi tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp toàn quốc. Hôm nay thì em lại đang có mặt ở Kim Lũng, rồi là quê Ba Vì, nhà em đây, Phúc Thọ. Phúc Thọ thuộc về Hà Nội rồi nhỉ? Bây giờ tách khỏi Ba Vì rồi. Đông Nam để tư vấn và thiết kế cho em Thanh đúng không? Một mẫu em đang rất thích, cái mẫu nhà 71 huyền thoại trên kênh nhà đẹp của em. Nghe nói mẫu 71 thì chắc chắn là quý khán giả cũng thuộc hết rồi. Em cũng không quay lại cái mẫu đấy, nhưng về đo thực tế cái mảnh đất của em Thanh thì cực kỳ là đẹp đấy. Đang có chiều sâu là 30, chiều rộng là 26 và view hồ này, và có cái hướng chính là Tây Nam đấy. Cái hướng bên Đông Nam này cũng khá là đẹp này. Hướng Đông Nam thì cả hai vợ chồng là đang hướng Đông Nam là hướng sinh khí này. Kể cả mình có quay về Tây Nam đi chăng nữa thì cái phòng ngủ của em là anh sẽ cho quay hướng về Đông Nam. Hướng Đông Nam thì lại là đang trên cái con đường phụ, và nó đang nằm ở cái thế đồi dốc. Mình thì cũng có tư vấn cho bạn ấy là sang cái mẫu hai sảnh, tuy nhiên là bạn đang cực kỳ thích cái mẫu nhà đẹp 71 rồi. Nó sẽ khoe toàn bộ cái mặt tiền, quay toàn bộ cái mặt tiền của ngôi nhà xuống view hồ, mà hồ lại sắp thành hồ sinh thái rồi thì nó rất là đẹp luôn. Em mong muốn 3 phòng ngủ đúng không? À 4 phòng ngủ. Và diện tích thì mong muốn thì khoảng 160-170, nó rất là khó để mà thỏa mãn cái mẫu 71 mà phòng ngủ được 16m2. Thì quý vị phải chấp nhận khoảng 180 thì phòng ngủ nó sẽ bị nhỏ đi đấy ạ. Công năng vào lên cái công năng này cho lên nếu 180 thì nhà của em sẽ có diện tích khoảng 19 x 9, và đây nó chính là cái vị trí của ngôi nhà. Mười chín mà lại ở đây là đang là 26. Đấy, nó sẽ như thế. Bên này để lại 1 mét, đằng sau này để lại 2 mét, còn cái khoảng trống này thì em có thể đi xe làm khu bếp phụ ở đây. Và sân thì mình làm 2 phần sân thôi, còn để lại 1 phần làm vườn cho nó đẹp. Em thấy sắp xếp cái vị trí ngôi nhà như thế ok không?
Cái cửa này là cái cổng này là đi thẳng vào. Cổng đi thẳng vào đây và đi vào bếp. Đi vào bếp thôi mọi người. Đi vào bếp. Còn bên này có một cái sảnh phụ nữa để đi từ ngoài sân đi vào. Tức là bây giờ là anh đang làm dọn từ đằng này về. Đúng. Anh sẽ làm gọn vào cái góc phía đằng này. Còn thừa đâu thì em để tất cái phía đường đằng này. Đằng này nó đang có con đường mà. Mình tạo cái độ thông thoáng trong ngôi nhà. Còn phía bên này thì anh để cách khoảng mét hơn mét. Gần như là làm hết đất về phía bên này. Còn phía đằng sau thì anh để cho em khoảng 2 mét rưỡi đến 3 mét. Để mình làm khu nhà kho bếp phụ. Có gì là mình giấu hết trong này. Khu phơi, khu giặt mình giấu hết trong này. Thế bây giờ em muốn lộn lộn này. Giả sử cái bếp này em chuyển về cái lối đằng này đúng không? Bếp chuyển về đằng này không phù hợp. Bởi vì thứ nhất là bên này là vế động đúng không? Em hình dung là nếu cái dãy phòng ngủ của em mà chuyển sang bên này á, thì đi nó sẽ động. Đấy. Còn em thích chuyển về bên này ok, chuyển về bên này vẫn được. Nhưng nó cái phòng ngủ của mình bên này nó sẽ động hơn. Cái ngõ nhỏ này cái lượng xe đi lại nó cũng rồi được cũng không nhiều đâu. Và hai nữa là ví dụ em đi chợ về thì em lại phải đi qua sân em mới vào được khu bếp của em. Thì bây giờ em lại muốn hỏi thêm là xem là cái nhà xe thì sẽ như thế nào. Nhà xe thì sẽ để liền cái phía trước bếp này này, cái khoảng này, này em. Đấy. Cái khoảng trong sân nhưng mà đi vào cổng cái này, đi vào nhà xe xong mình đi vào bếp luôn thì nó rất là thuận tiện. Chứ là cái em để bên này thì nó thuận hơn. Thế còn em để ngược sang bên Bạch Hổ này thì bên Bạch Hổ thì anh thường thường là để cái dãy phòng ngủ nhiều hơn đấy, nó yên tĩnh hơn. Còn em thích sang bên này thì anh chuyển sang bên này. Cơ bản là bây giờ là để sẽ bây giờ là đi xe về thì nó sẽ để đâu? Đây nhà xe nó sẽ liền ở cổng đây vào. Xong em để xe đây xong em đi vào bếp. Còn nếu trường hợp đây là ô tô nhá, còn xe máy có thể em đi sâu ở trong này vào cái khu nhà kho. Khoảng cách chỗ này nó còn bao mấy mét nữa? Ví dụ tổng của em là 26 mét, nhà của em sẽ hết 19 mét. Thì là còn 7 mét đúng không? Còn 7 mét thì bên này hơn 1 mét thì bên này nó sẽ còn 3-4 mét nữa. Thoải mái xe em chui sâu vào thịt đất luôn. Rộng ngừng, nhánh cũng còn rộng. Xe 16 chỗ cũng vào được. Em thích cho cái bếp ngược lại sang bên này đi. Đúng rồi, tại vì là em muốn... Được, bếp ngược lại thì em cho cái bếp ngược lại. Anh cho cái mẫu bếp ngược lại. Nhưng mà như một số cái quan điểm anh vừa phân tích đấy thì bên này nó đang thuận Thanh Long Bạch Hổ này và thuận đường đi nối lại để mình đi vào bếp không phải đi qua sân này. Nhưng mà vẫn thích cái kia đi. Thì để cho một cái kia. Đúng như thích chưa? Thì còn chỗ này là mình vẫn có thể là đi xe cất xe và đi lên luôn rồi, đúng không ạ? Rồi đi em lại cất xe sâu ở trong, không để nhà xe chỗ này nữa. Bởi vì mình không để bếp ở đấy thì lại không để nhà xe chỗ đấy nữa, nó không đúng. Khu nhà xe thì em lại đi sâu vào trong này, gần như là kịch đất vào trong đó. Xe ở góc luôn, góc nhà luôn, góc vườn luôn. Bếp bên này thì nó cũng có cái hay của nó. Ví dụ cái phía này của em đang là đông nam này,
hướng nam này, thì cái sảnh phụ vào đây thì nó cũng tạo cái độ thông thoáng ngôi nhà hơn. Thì nó gần giống như cái ý tưởng mà cái mẫu hai sảnh mà anh vừa tư vấn cho em đấy. Thì ở đây nó vẫn có cái sảnh phụ như của 71 đây, nó vẫn thể hiện được cái sảnh phụ ở bên đông nam rồi. Dạ. Thế nhưng mà nhà em thì để thường thường nó cứ hay có bàn kiểu giống có chỗ giống như nhà con trưởng ấy. Thì bây giờ em lại muốn xem là bác xem là cái chỗ nào mà nó sơ chế đồ sống chẳng hạn, ví dụ như thế. Nếu mà như thế thì lại phải dồn cân vào để bên này nó có khoảng cái khoảng 3-4 mét lại để phía bên này. Đấy. Anh là để bên này khoảng 2 mét thôi. Hôm nay đang còn thừa 6 mét đúng không? Vâng, bác đang thì cái này là thừa 6 mét. Thừa 6 mét thì để bên này 2 mét, còn bên này 4 mét thì là khu sơ chế bếp phụ ở bên này luôn, toàn bộ cái sườn bên này luôn. Thì lúc đấy này để xe vào cái góc này. Để xe gọn vào đây. Đi qua sân đúng không? Đi qua sân. Bắt buộc phải đi qua sân. Chấp nhận. Đi vòng sân lên đây để xe vào cái góc này. Hoặc là để luôn vào cái khu bếp phụ này này, khu nhà xe bếp phụ này. Đấy, liền cái bếp chính này là toàn bộ cái không gian đấy. Cái khu này em có thể là lợp mái tôn hoặc là lợp mái tôn đi. Vừa ngày bình thường thì để xe, để cộ, còn ngày có cỗ có bàn là thành sân ướt bếp phụ thành cái khu sơ chế bày cỗ. Đây. Là ăn sâu vào dài chỗ đấy phải đến khoảng 20-30 mét vuông. Dạ, thoải mái em. Bốn mươi mét vuông. Sân phơi. Cô phơi, cô giặt thì em tất đằng sau ạ? Cho về đằng sau cho anh. Tất đằng sau. Đằng sau là chuyển vào cái góc này này. Cái góc này này. Ngay cái góc khu nhà xe các thứ này này. Thì mình để có thể để máy giặt ở trong này, còn cái khu ướt mình để ra phía ngoài này đi. Nhưng mà lại còn phải có một lối thông thoáng để đi ra chỗ nào chứ. Cái này có phải là em xây đâu. Cái này em chỉ là lợp mái tôn lên thôi. Để cho nó thông thoáng nhưng mình xây là gì? Hoặc là có xây thì xây một chừng mực nào đấy thôi. Rồi sắp xếp khu xe, nhà kho, nhà xe, bếp phụ rồi để linh tinh lỉnh kỉnh đồ của nhà bếp vào khu này là hợp lý rồi đấy. Ok đấy. Còn đằng sau, đằng sau đã như thế thì chuyển về để khoảng 1,5 mét 2 mét thôi, không để nhiều. Nó để cho em hết chữ. Rồi, để cho nó tận dụng hết ra đằng trước. Vừa làm sân, vừa làm vườn. Mét rưỡi thì em để cho anh 1 mét sát tường trồng cây. Còn 50 phân là ốp sạch vòng quanh nhà để mình đi, nó không bẩn chất. Và nó cũng không ngấm nước vào chân tường. Em thích trắng như kiểu 71 hay là thích nó màu sắc một tí? Màu một tí cho sắc màu một tí đúng không? Rồi. Em đang không thích cái máy bó như thế đâu. Em thích máy buông. Được không bác? Đây nó toàn bộ máy buông nên không phải bó đây em. Nó buông bó. Tràn. Đấy, em nhìn, em đang thích máy tràn. Em nhìn trên 3D nó chưa thể hiện hết. Đây ví dụ cái bo vuông như này trong cái máy nó sẽ chìa ra 15 phân tràn. Không máng miếng gì cả. Ở trên 3D này em nhìn nó chưa hết thôi. Đấy cái màu sắc là sẽ trang trí nó kiểu này nhá. Đúng không? Bên ngoài này chính là màu sắc của nhà đẹp mà 99. Nhưng mà công năng ở bên trong nó lại là nhà đẹp 71. Thì nó mới hài hòa nông thôn, chứ còn trắng như 71 về nông thôn thì nhìn nhiều khi nó hơi nhạt.
Nó có màu sắc này, nhìn cái ngôi nhà này nó khỏe hơn. Đấy, hình thức đây, cái bếp đúng ở trong này đây. Chốt nha, chốt như thế này nha. Chứ còn lên xuống 180 hay 200 là về lập nhóm của ông xã vào, lúc đấy là thống nhất 180 hay 200. Mong muốn gì nói luôn để giải đáp luôn. Bây giờ thì em lại mong muốn là cái nguồn nước của em ở đây thì kiểu là giếng khoan, trên khoan lên nó rất là mùi, nó rất là tanh. Chưa có nước máy à? Cái em chưa, khu vực nhà em ở đây thì chưa. Cho nên là bây giờ em muốn hỏi anh xem là bây giờ là tại thì bây giờ mà đào giếng khơi ấy, thì là bây giờ so với ngày xưa thì là các cụ đào đấy. Nhưng bây giờ vợ chồng nhà em vẫn mong muốn để đào một cái giếng khơi nhỏ nhỏ. Đấy, thì là để nguồn nước nó sẽ đảm bảo hơn. Thì anh xem là sắp xếp ở chỗ nào? Đào giếng khơi thì nguồn nước không ạ? Cạn hết rồi, không có nước đâu. Bây giờ mà giếng khoan thì... Cái giếng khoan thì anh lại... Trên kênh của anh đang có một cái video gọi là hướng dẫn khán giả tự lọc nước 7 tầng lọc, lọc cát này, sỏi này, than hoạt tính này, xong lại cát này, hết tanh nước trồng theo mà còn đảm bảo hơn được. Ông đang bảo giếng đào nếu mà để giếng đào cái hồ ngay đây mà em muốn đào giếng em phải đào ngay phía ngoài này, ngay phía ngoài cổng này, xong mình bơm mình hút lên. Đó. Ngay cái rìa cổng này. Ngày trước thấy bảo đào có 7 mét đến 8 mét là có nước rồi mà. 7 mét em nước không ăn được, nó tanh lắm, nước nó vàng, nó nhiều gì sắt. Ngạch cua. Rồi như thế kể cả khoan hay gì thì em vẫn phải lọc. Nếu mà đào giếng đào, tôi có một cái giếng đào rồi. Nhưng sau khi phát lên được toàn vôi rồi. Mà để em lọc chuẩn nhất thì em lọc cát cho anh. Một bể lọc và một bể chứa. Và khoan cho anh cái giếng to bây giờ. Giếng to mấy chục triệu đấy. Xong rồi lắp cái bơm to xuống. Mà em đã có chủ trương rồi thì em khoan trước, em làm trước đi. Để khi mà vào thi công ngôi nhà là suốt 6-7 tháng người ta sẽ dùng cái nước của cái giếng đấy. Người ta xây ngôi nhà của em thì cũng coi như là rửa giếng cho mình rất là sạch. Để vị trí khoan giếng phù hợp nhất em khoan ở cái góc này cho anh. Ngay cổng, ngay rìa cổng. Khoan ngay rìa này nhé. Ngay sát cổng luôn, bởi vì em hình dung là kể cả lúc người ta khoan nó thuận tiện này, sau mình vận hành sửa chữa các thứ rất là tiện. Đấy. Thậm chí là người ta để máy ngay ở cổng người ta triển khai luôn, xong mình nắp bơm to, mình dẫn đường ống nước vào và nắp cái bơm to luôn cho anh đi. Cái giếng này bây giờ mấy triệu đấy, ở đây nó lông thì chắc phải 30 triệu. Đây nó khoan một cái giếng 40 mét. À, đây có giếng tôi đang dùng 40 mét, nhiều lúc vứt như vậy. 40 mét là ông giếng nhỏ đúng không? Giếng khoan là ông 48. Xong bây giờ nó 76, 90. Ông chạy ông 48, nhưng mà 40 mét là vẫn bị nước vàng. Ở ngoài kia tôi khoan có 7 mét thì nước trong. Cơ bản vậy thôi em nhỉ? Vâng. Rồi. Bác. Chụp lại cái mẫu đấy xong rồi là thiết kế nó như thế nào thì qua cho chồng ấy biết. Như vậy thì vào nhóm này còn cân nhắc lên xuống từng cm ấy. Chứ không phải là ở đây của anh nó chỉ là đề bài cơ bản thôi. Cảm ơn quý vị khán giả đang xem video của em. Vừa rồi thì em cũng đã chốt công năng cũng như 3D tạm thời với mẫu nhà như thế này. Vâng, mẫu nhà mình đây không ạ? Bao nhiêu mét từ một sàn này? Nó khoảng 200 mét trở lại. 200 mét vuông. Vâng. 200 mét là vừa sinh, không phải to đâu. Nhiều nhà bây giờ làm 4-500 cả. Không, nhưng mà 4-500 đấy, cái nhà này có 740
40 m² thì làm hết được. Nhưng mà mình thứ nhất cái điều kiện kinh tế của các bạn ấy thì cũng đang là công chức nhà nước, nó cũng không có nhiều tiền. Đấy, và mong muốn thì cũng làm hơn tỷ một tí thôi. Thế là nếu cái mẫu này, nếu mà cái cứ giới hạn cái số tiền như thế là phải rút xuống. Mà rút xuống thì phòng ngủ nó bé và các cái phòng nó bé lại. Em nhà trưởng mà em lại yêu cầu rút phòng khách là hơi sai nhé. Phòng khách lại cần rộng đấy. Hôm nay nói chuyện thế nhưng mà đấy, nó nói như thế thì trong cái nhà này phải đập bỏ đi mà. Vâng vâng. Ngôi nhà của ông thì đang rất là to, mấy tầng này, bây giờ đập đi nhà vườn đấy quý vị ạ. Nó là xu hướng xây dựng của 2023-2024. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem tới đây. Em xin kết thúc buổi chia sẻ ở đây. Chúc quý vị khán giả luôn sức khỏe, hạnh phúc và thật thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ là em làm đến công đoạn 2. Ký với bạn nóc nhà một cái hợp đồng thiết kế và sau một tháng thì em sẽ bàn giao hồ sơ. Và quý vị nào chuẩn bị làm thì lại alo em nhé.